Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị sở 4T Thành Hồ triệu tập, Hoa Khôi nam em nhập viện cấp cứu. Sau những buổi livestream bóc phốt giới showbiz, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dọa xử lý mà họ làm thật. Họ đã gửi giấy triệu tập nam em vào ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, thông tin báo chí cho biết nam em đã không có mặt theo giấy triệu tập. Nguyên nhân là cô phải vào bệnh viện cấp cứu do có vấn đề về sức khỏe. Thay vào đó, Bùi Hữu Cường, vừa là bạn trai vừa là quản lý của Hoa Khôi, đã đến làm việc với Sở 4T và trình bày về lý do Nguyễn Thị Lệ nam em không thể đến làm việc và cam kết khi nam em hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với cơ quan chức năng. Tối ngày 28 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của nam em, Bùi Hữu Cường với tư cách là người đại diện đã đăng bài giải thích lý do sự vắng mặt của người đẹp trong buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Cường viết: "Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, nam em có dấu hiệu khó thở do dị ứng với thuốc giảm đau và buộc phải vào viện ở quận Bình Thạnh. Hình ảnh Hoa Khôi nam em nhập viện. Trước đó, tối ngày 26 tháng 2, nam em livestream trên trang cá nhân thông báo rằng cô đã nhận được giấy triệu tập từ thanh tra Sở 4T. Sở này yêu cầu cô phải có mặt để làm việc. Vào ngày 28 tháng 2, cung cấp toàn bộ các tài khoản mạng xã hội đã livestream trong thời gian qua. Mặc dù nam em thường xuyên livestream kể về nhiều sự việc liên quan tới giới giải trí, nhưng cô chưa hề nhắc đến tên bất kỳ nhân vật cụ thể nào. Tuy nhiên, báo chí lại đổ lỗi rằng nhiều nghệ sĩ như Trường Giang và Ninh Dương Lan Ngọc vướng vào nhiều rắc rối, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những thông tin của nam em. Có lẽ báo chí muốn lái dư luận để hợp thức hóa việc Sở 4T Thành Hồ triệu tập nam em lên làm việc. Trong bản tin trưa ngày 27 tháng 2 của kênh FBNC có nói rằng, một số luật sư đã phân tích nếu xét thấy mức độ vi phạm của nam em nhằm mục đích vu khống xúc phạm danh dự của người khác thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức án cho tội danh này là nặng nhất 7 năm tù. Dù nam em chưa từng nêu tên bất kỳ ai trong showbiz, nhưng Sở 4T và hệ thống báo chí đã nhe nanh vuốt với cô. Nếu nam em có xúc phạm đến ai, thì cứ để người bị xúc phạm kiện cô nếu họ chứng minh được là cô vu khống họ. Việc xét xử như thế nào là do tòa, dựa trên luật pháp để quyết định. Nếu Sở 4T giữ đúng vai trò quản lý và truyền thông giữ đúng vai trò đưa tin khách quan, thì không có lý do gì để họ phải vào cuộc và hù dọa cô. Đây chẳng phải là chiêu khủng bố tinh thần người đẹp hay sao? Được biết, sau khi có giấy triệu tập, nam em vẫn livestream trên mạng xã hội và có dấu hiệu tâm lý không ổn định. Chuyện livestream bóc phốt giới showbiz của nam em xem như đã kết thúc. Đây là thông điệp mà chính quyền nhắn tới những ai muốn bóc phốt sự thối tha trong giới showbiz. Bởi nếu để bóc phốt giới showbiz thì hậu quả có thể lan tới giới làm chính trị. Hình ảnh nam em cho xem giấy triệu tập trong một livestream. Chính quyền này từng để cho bà Nguyễn Phương Hằng tự do bóc phốt showbiz và hậu quả đã trồi lên một cái tên to đùng trong giới làm chính trị, đó là ông Phan Văn Mãi. Đó là điều mà chính quyền này sợ nhất. Ngày nay giới showbiz đen căm thù bà Nguyễn Phương Hằng, còn nam em cô cũng đang gặp khó khăn trong các show diễn. Ác hẳn nam em cũng biết việc livestream bóc phốt giới showbiz khiến nhiều người thót tim, do đó giới này sẽ không tha cho cô. Tuy nhiên những gì diễn ra cho thấy cô cũng rất can đảm, chỉ là cái can đảm ấy không thể thắng được những thủ đoạn của chính quyền này, bởi ngoài Sở 4T họ còn có công an và một rừng báo chí nô bộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin bị Sở 4T Thành Hồ triệu tập, Hoa Khôi nam em nhập viện cấp cứu. Công an đang bắt nốt những người cuối cùng của phong trào dân chủ Việt Nam. Ngày 29 tháng 2, BBC tiếng Việt loan tin nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến bị bắt. Theo đó, nhà hoạt động blogger Nguyễn Chí Tuyến hay còn được biết với tên gọi Anh Chí đã bị công an Việt Nam bắt vào gần trưa ngày 29 tháng 2. BBC cho biết, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, vợ của blogger Nguyễn Chí Tuyến đã xác nhận việc công an khám nhà và ông Tuyến bị bắt. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn lời tường thuật của bà Tuyết từ Hà Nội nói qua điện thoại vào trưa ngày 29 tháng 2 rằng sự việc mới xảy ra trong buổi sáng cùng ngày. Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng, công an ập vào nhà ông Tuyến ở quận Long Biên, Hà Nội. Tôi thấy đông lắm, chắc phải hơn chục người. Tôi thấy có một người mặc trang phục an ninh, một người là cảnh sát khu vực, còn lại đều mặc thường phục, bà Tuyết nói. BBC cũng cho biết trước đó một ngày, ông Tuyến nhận được lệnh triệu tập của công an. Nhưng do ông đang bị sốt nên ông không đi và ông đã liên hệ với số điện thoại trong giấy triệu tập để thông báo việc này.
Sáng nay khi họ tới nhà thì chỉ có hai ba người. Họ nói với tôi là muốn nói chuyện với chồng tôi một chút xíu thôi. Khi tôi đồng ý mở cửa cho các anh ấy vào, thì các lực lượng khác ập vào trong nhà tôi. Theo BBC, tại nhà ông Tuyến, công an đọc quyết định khởi tố, tiến hành khám xét và thu giữ một số vật dụng, bao gồm một điện thoại Nokia mà ông Tuyến đang sử dụng, một máy tính xách tay và một số trang bản thảo viết tay của ông. Hình ảnh ông Nguyễn Chí Tuyến từng bị công an chìm, hành hung vào tháng 5 năm 2015. Bà Tuyết nói họ không để lại bất cứ giấy tờ văn bản gì, dù gia đình yêu cầu. Bà nói bà chỉ nhớ mang máng nội dung lệnh bắt liên quan đến tội tuyên truyền, phát tán các tài liệu chống nhà nước. Bà Tuyết cũng nói rằng dù đang sốt, mệt, nhưng ông Tuyến có tâm trạng bình tĩnh vì ông không làm gì sai. Người dân chúng tôi có quyền, đảng và nhà nước cũng khuyến khích người dân phản biện và nêu ra ý kiến của mình về các chính sách đường lối của nhà nước. Bà Tuyết cho BBC hay bà cảm thấy hơi bối rối do sự việc diễn ra bất ngờ, sẽ phải mất một thời gian để quen với khoảng trống mà ông Tuyến để lại. Nhưng bà luôn ủng hộ các công việc của chồng và tin ông Tuyến không làm gì sai. Trả lời câu hỏi của BBC về lý do vì sao công an bắt ông Tuyến vào thời điểm này, bà Tuyết nói không rõ lý do. Theo BBC, việc bắt giữ này không lâu sau khi trên mạng xã hội xuất hiện lại các video quay cảnh ông Tuyến biểu tình cùng các nhà hoạt động cách đây vài năm, nhân kỷ niệm cuộc chiến Việt Trung 1979. Hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến trong một lần biểu tình chống Trung Quốc. Theo các văn bản mà BBC xem được, từ tháng 1 năm 2024, ông Tuyến đã nhận được thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm và quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra từ cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội. Bà Tuyết, vợ của ông Chí Tuyến, xác nhận với BBC việc ông Tuyến thường xuyên nhận được văn bản gửi qua đường bưu điện thông báo việc ông bị cấm xuất cảnh. BBC cho biết thêm ông Tuyến bị cáo buộc các tội danh làm, tàn trữ hoặc phát tán thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Vụ việc này nhằm vào ông Tuyến bắt đầu từ năm ngoái. Sau đó, ông đã nhiều lần bị an ninh triệu tập. Có thể bản án dành cho ông Tuyến khá nặng, bởi từ trước đến nay chưa có ai cùng lúc bị khởi tố với cả hai điều luật 117 và 331. Một điều hiển nhiên có thể thấy đó là nhà nước Cộng sản không tha cho bất kỳ ai từng dám chống đối họ. Cho dù hiện nay phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đã hoàn toàn tan rã, cho dù các nhà hoạt động đã ngừng việc tham gia phong trào, thì họ vẫn quyết bắt cho bằng hết, bằng sạch những người cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Công an bắt nốt những người cuối cùng của phong trào dân chủ Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d